Ngừng lại. Không có tín hiệu. Lian Siwer. Nó đến rồi. Cô có thấy không? Đầy hủy. Nó đến rồi. Huyễn, phải tư, kéo cô ấy lên đi. Được, đầy Huyễn. Em thấy Huyễn này. Đầy Huyễn, đưa đây. Cô hãy nổ súng bắn nó. Bắn nó đi, nghe không? Nổ súng đi. Vào buồng lái, ổn định con tàu đi. Được. Minh Hú Dương. Mau lên đây. Lên đây đi.
lên đây đi. Mau, mau đi lên, mau. Minh Hú Dương, tỉnh dậy đi, chúng ta sắp đến nơi rồi. Xin chào giáo sư, tôi là người phụ trách ngân hàng Gen Sinh Vật Biển, Jessica Jones. Tôi tên Tần Khải Quang, là nhà đầu tư của thủy cung và cả khu vực biển này. Rất cảm ơn khi cô đã nhận lời mời đến đây. Đây là lần đầu tiên hai vị đến đây. Hay chúng ta đi tham quan nhé. Được, mời hai vị đi lối này. Mời, vâng. Nước ở đây không khác gì nước biển trong tự nhiên, nên sẽ không khiến các bé cá mập cảm thấy xa nhà. Sao cô biết chúng thích ở đây? Làm cách nào để đảm bảo an toàn cho du khách được? Anh không cần lo lắng về vấn đề an toàn. Trên mặt nước và dưới mặt nước được bao bọc bằng hàng rào hợp kim titan được chế tạo đặc biệt, như nhà tù sao? Không, căn cứ quân sự. Nói một cách chính xác hơn thì là một ngân hàng gen sinh vật biển tràn trề sức sống. Mời. Khu vực bên dưới của thủy cung được xây dựng ở độ sâu 48m. Dùng kính hai chiều khiến các sinh vật biển có thể vui vẻ gặp gỡ khách tham quan. Nơi này chia làm 3 tầng. Tầng 1 là nơi làm việc phía trên hồ cá. Đường hầm tham quan chúng ta đang đi nằm ở tầng 2. Tầng dưới cùng có phòng điều khiển, phòng thí nghiệm và phòng cơ sở thiết bị. Nơi này thấp hơn mực nước biển mà còn nối liền với biển sao? Đúng thế. Làm cách nào để đảm bảo nước biển không chảy ngược vào? Kết cấu của hệ thống nước của toàn khu thủy cung rất chắc chắn. Bên dưới phòng điều khiển còn có một buồng giảm áp, cũng giống như tàu ngầm. Nên sự cố anh vừa nêu tuyệt đối sẽ không xảy ra đâu. Sự chắc chắn khi không cân nhắc đến sự cố thì tuyệt đối không chắc chắn. Mời xem. Bên cạnh mỗi một hồ cá riêng biệt đều có một bảng điều khiển. Nhân viên có thể dùng nó để kiểm soát nhiệt độ, oxy và ánh sáng của hồ cá. Đồng thời khi xảy ra sự cố, có thể cảnh báo trực tiếp với phòng điều khiển. Thế thì khu vực xảy ra sự cố sẽ được ngăn cách với hệ thống nước. Ví dụ thế này. Protein huỳnh quang xanh. Protein được phân tách từ sữa Ecora Victoria. Thí nghiệm đưa nó vào bộ gen của các loài khác. Vĩ đại biết mấy. Đúng không, tiến sĩ Minh? Có thể cá không hề thích điều này. Chúng ta đâu phải cá. Sao hiểu ý nó được? Mời đưa lối này. Nơi này trưng bày giống loài quý hiếm nhất thủy cung, cá mập trắng lớn, còn gọi là cá mập ăn thịt người. Bây giờ chúng sắp sửa bị tuyệt chủng, nhưng tôi chỉ thấy một con. Giáo sư, cô đã quên hệ thống giao thông dưới nước của chúng ta rồi sao? Thường ngày chúng tách ra sống riêng ở bể nuôi ngoài trời, chỉ bơi vào khi cần gặp gỡ khách tham quan. Với tình hình của chúng thì dù là đồng loại cũng không thân thiện chứ lắm. Ở tiểu cung của các cô tổng cộng có bao nhiêu con cá mập trắng tương tự? 6 năm trước khi sếp Tần vận chuyển từ nơi sâu thẳm Đại Tây Dương về đây thì chỉ có 3 con. Nay chúng tôi đã phối giống thành công 2 con cá mập trắng thế hệ thứ 2. Đúng thế.
Ôi trời ạ. Cô ấy rất giỏi ứng phó với cá mập. Với đàn ông càng giỏi hơn. Mời. Gần đến giờ ăn cơm tối rồi. Đi thôi. Chúng ta đi ăn cơm nào. Anh Tần, tôi xin phép giải thích về công tác lấy mẫu của chúng tôi. Mong anh phối hợp. Sếp Tần, các món đã sẵn sàng. Giáo sư à, tất cả những món này đều được lấy ngay tại đây. Rất tươi ngon. Nào, cô mau nếm thử đi. Tôi xin phép vào nhà vệ sinh rửa tay. Tôi đáng sợ đến thế sao? Đây là nhà vệ sinh nam. Đã là nhà vệ sinh nam thì anh còn sợ gì chứ? Tôi xong rồi, cô cứ tự nhiên. Cô làm gì vậy? Làm nhà khoa học bao năm qua, có phải đã tiêu hao hết tình cảm của anh rồi không? Tôi vẫn luôn tìm kiếm anh. Giấy chứng nhận phần đồng viên cấp 1. Lên đây đi! Mau! Mau đi lên! Mau! Cô nhận nhầm người rồi. Tôi không còn là Minh Hú Dương của ngày xưa nữa rồi. Anh đừng nghe lời của Tần Khởi Quang. Anh ta là một tên khốn. Tại sao cô còn làm việc cho anh ta? Là một tên khốn giàu có. Này, Minh Hú Dương. Anh không lấy cái này sao? Anh Tần, tôi nghĩ anh đã hiểu lầm về chúng tôi rồi. Chúng tôi là tổ chức phi lợi nhuận, không nhận công việc mang tính chất thương mại. Huống hồ, yêu cầu của anh, tôi, giáo sư, đưa gen protein huỳnh quang xanh của sứa vào các loại cá khác, khiến thủy cung có thêm hàng chục nghìn lượt khách tham quan. Đúng không, tiến sĩ Minh? Tôi đã bỏ lỡ chuyện gì vậy? Không có. Món tôm hầm to nhất vẫn chưa được dọn lên. Thuộc về anh thì chắc chắn sẽ được bày trước mặt anh. À, đúng rồi. Sau bữa tối, hai người nhất định phải đi tham quan phòng thí nghiệm của tôi. Được. Acid hydrofluoric. Đây là tầng cuối cùng của thủy cung. Thiết kế ở đây tuân thủ nghiêm ngặt quy tắc xây dựng dưới nước và có kết cấu khép kín độc lập. Mời hai vị đi lối này. Chỉ có nhân viên nghiên cứu quét mã và công thức máu của sếp Tần mới vào được đây. Sếp Tần, chúng tôi đến để thu thập bộ gen của sinh vật biển, không nhận công việc mang tính chất thương mại. Cô xem. Hai người đến không đúng lúc, sóng to gió lớn. Hai người cũng chẳng thể đi nơi khác, chỉ bằng vào tham quan phòng thí nghiệm của tôi đi. Không giấu gì cô, ở chỗ tôi cũng có một nhà nghiên cứu sinh vật, rất hâm mộ những nhân tài trong ngành như hai vị đây.
mời. Xin chào, xin chào, xin chào. Hoan nghênh ghé thăm, xin chào. Tôi vẫn luôn theo dõi những bài viết của cô. Tôi tham khảo bài viết của cô rồi cái thuốc dẫn virus vào cơ thể đối tượng rồi thí nghiệm. Nhưng mà xác suất thất bại rất cao. Nói đúng hơn là chưa từng thành công. Sếp Tần nói chuyện rất thẳng thắn. Tôi đã làm y như bài cô viết, nhưng không biết đã xảy ra vấn đề ở bước nào. Tôi có thể xem không? Dữ liệu thí nghiệm tuần 1, dữ liệu thử nghiệm tuần 2. Mục đích của các anh khi chỉnh sửa bộ gen là gì? Vì đối tượng được thí nghiệm có tốc độ sinh sản rất chậm, nên chúng tôi chỉnh sửa gen và sinh sản của nó. Vậy đối tượng thí nghiệm của các anh là gì? Chúng tôi... Nhân viên huấn luyện, nghe rõ trả lời. Nhân viên huấn luyện, nghe rõ trả lời. Thả con thí nghiệm số 3 qua đây. Mấy người không nghĩ tới cá mập ăn thịt người cũng đã đến lúc ăn cơm sao? Ban đầu khi xây hàng rào này, có phải chưa tính đến độ cao mực nước khi thủy triều dâng không? Tạm gác chuyện này lại đi. Giúp tôi thả con số 3 vào phòng thí nghiệm đi. Mở cửa. Cẩn thận. Lại nợ tôi một mạng đó. Làm tôi giật cả mình. Cơ hội tốt thế này. Để tôi rơi xuống nước, cô mà cứu tôi lên thì tôi sẽ thuộc về cô. Chỉ tiếc tôi đây là khoa đã có chủ. Người ngày trước của tôi đã trở về rồi. Ai? Minh Hú Dương sao? Ừ. Minh Hú Dương quay lại rồi sao? Ừ. Nè, đây là cá mập trắng, động vật tự bảo vệ. Vì thế, chúng tôi đang nghĩ cách để bảo vệ nó. Bảo vệ sao? Nó hung hăng đến thế kia kìa. Tiến sĩ Jones, xin cô tin là chúng tôi đang cố hết sức cống hiến cho việc bảo vệ động vật. Cá mập trắng lớn là loài động vật đẻ con, thời gian mang thai dài 12 tháng, tốc độ sinh sản vô cùng chậm, do đó số lượng của chúng mãi không thể phục hồi. Giáo sư, cô hãy nghĩ xem, nếu thí nghiệm này thành công, thì chúng ta sẽ giúp cá mập trắng lớn thoát khỏi nguy cơ tuyệt chủng. Trường này sẽ mang đến danh tiếng vẻ vang hơn cho ngân hàng gen sinh vật biển của cô. Acid hypochlorite. Mời cô xem toàn bộ ghi chép của cuộc thí nghiệm này. Vì để gia tăng số lượng của loài cá mập trắng, chúng tôi đã lấy gen của cá chày mắt đỏ có khả năng sinh sản mạnh cấy vào bộ gen của nó. Nó đã được tiêm tổng cộng bao nhiêu lần? 26 lần. Bắt đầu từ bao giờ? Từ tháng 6 năm ngoái. Mãi vẫn không đạt được điều các anh muốn sao? Hầu như mỗi tháng tôi đều tiến hành giải trình từ gen một lần, nhưng mà chẳng thấy tiến triển gì cả. Acid hydrofluoric. Tiến sĩ Minh, anh có cao kiến gì? Tôi chỉ là trợ lý giáo sư. Đã ở đây thì đừng khiêm tốn nữa. Nếu thí nghiệm thành công, tôi sẽ đề tên anh ở một tác giả thứ hai.
Tôi mời người về làm thì tất nhiên sẽ điều tra rõ ràng xem ai là người thật sự có tài năng. Anh thật sự biết rõ tôi là ai sao? Hệ thống nước, bến tàu, phòng thí nghiệm. Phòng thí nghiệm. Sao lại không có? Trong phòng thí nghiệm. Hệ thống nước, bến tàu, phòng thí nghiệm. Tần Khởi Quang, rốt cuộc anh có phải anh tôi không vậy? Thiểu Cung có 3 con cá mập ăn thịt người. Đã phối giống được 2 con cá con vào năm ngoái. Tự đoán con cá mập ăn thịt người giống cái mà các anh dùng làm thí nghiệm ắt hẳn đã từng dùng để phối giống vào trước tháng 6 năm ngoái. Tháng 5. Sinh sản thay đổi hóc môn của nó. Các anh có từng cân nhắc đến không? 26 lần tiêm thuốc. Trong suốt quá trình này, rất có thể các anh sẽ nhắm sai gen đích, chỉnh sửa chỗ không nên chỉnh sửa, khiến cho gen mới xuất hiện đặc tính mới chưa từng có. Chúng ta không hề lường trước được con cá mập trước mắt đã có sự thay đổi gì. Các anh có từng nghĩ đến chưa? Tiến sĩ Minh, tôi mời anh đến là muốn có được lời góp ý có giá trị từ anh. Ý kiến có giá trị nhất mà tôi có thể dành cho anh chính là án tử. Anh đang báo thù việc nó hôn anh một cái sao? Tôi nói lại lần nữa, con cá mập ăn thịt người đó đi ngược với tự nhiên. Thế thì sao chứ? Nếu cảnh cáo vô ích thì tôi sẽ dùng cách của mình. Sếp à, đã xong rồi. Cách của anh sao? Chỉ cần cái chân đó còn nguyên vẹn nằm trên thân anh. Anh, bất kể cách thức hay lập trường của anh là gì thì chúng cũng sẽ vậy thôi. Anh Minh Hữu Dương. Minh Hữu Dương. Buông tôi ra. Còn chờ gì nữa, mau tiêm vào đi. Gần tay, ngăn anh ta lại. Mau. Hãy nhớ ghi chép lại các chỉ số. Ngăn anh ta lại. Nhịp tim bình thường, huyết áp bình thường. Sao được? Trước mắt mọi thứ bình thường. Làm tốt lắm. Cảm ơn sếp. Mấy người đã làm gì vậy? Minh à, anh bình tĩnh đi. Chúng tôi chỉ mượn thuốc dẫn virus có tác dụng của anh thôi. Công nghệ mới thì nên được chia sẻ rộng rãi. Nếu thí nghiệm này thành công, chắc chắn sẽ đề tên anh. Tôi không cần. Chỉ số cơ thể. Tim đập nhanh. Huyết áp 85-53. Còn đang tăng. Còn tăng tiếp. Vẫn đang tăng. Chỉ số cơ thể hình như càng lúc càng nóng tính hơn rồi. Nhịp tim 76 lần một phút. Hay lắm. Chúc mừng tiến sĩ Trơn. Chúc mừng tiến sĩ Minh. Còn đứng đó làm gì? Trước khi nó tông vỡ nơi này thì đưa nó về hồ cá đi. Đúng đúng đúng. Khởi tư nói nó đói được. Cửa con thí nghiệm số 3 trở lại hồ cá được gia cố. Mở cửa đường dẫn về hồ cá được gia cố. Nhắc lại, mở cửa đường dẫn về hồ cá được gia cố. Đã lâu không gặp. Đồ khốn,
Anh cậu là một đồ khốn, cậu biết không? Tôi biết từ lâu rồi. Này, anh ơi, Minh Hú Dương, anh đi chậm thôi. Sao cậu cứ đi theo tôi vậy? Anh muốn đi đâu? Cậu kể tôi đi. Ngày 23 tháng 9. Cậu có nhớ không? Nhớ chứ, tất nhiên là nhớ. Ngày anh gặp chuyện, anh biến mất không chút tăm hơi. Tôi vẫn luôn đi tìm anh. Trong lòng tôi cũng khó chịu lắm. Đây là cậu nợ tôi, là tôi nợ anh, tất cả mọi người nợ anh. Nhưng mà anh đâu thể vì thế mà về báo thù chứ. Báo thù sao? Là vì báo thù hay sao hả? Chân của anh, thấy chưa? Tôi rất ổn. Vốn chỉ tôi có thể sống tiếp thật bình yên, tránh xa khỏi đám người họ Tần các cậu, tránh xa khỏi các mập. Anh, cậu không biết thật hay đang giả vờ vậy? Là anh trai cậu, là anh trai cậu khăng khăng muốn giáo sư đưa tôi đến. Tôi không hề biết những chuyện này. Tôi thật sự không biết. Tôi hỏi cậu là tôi báo thù cậu hay cậu báo thù tôi đây? Tôi không hề biết những chuyện này. Thật sự không liên quan gì tới tôi hết. Chào, là tôi. Sao cô ở đây? Tôi đến đây trước mà. Xin lỗi nha, ban nãy tôi đã nghe thấy hai người nói chuyện. Tôi nghĩ người nên nói xin lỗi là tôi. Nếu năm đó anh lên bờ trước thì đã không xảy ra chuyện đó được. Tôi là đàn ông, cứu cô trước là chuyện đương nhiên. Tôi không có phân biệt giới tính. Ý tôi là cô đã rất dũng cảm rồi. Cô là cô gái dũng cảm nhất tôi từng gặp. Là anh thì có, anh là người đàn ông dũng cảm nhất tôi từng gặp. Còn tôi thì sao? Lúc trước đã vậy, sau này vẫn sẽ như vậy. Vậy tôi xin tự giới thiệu. Tôi tên Tề Huyễn, Minh Hú Dương. Tôi tên Khởi Tư. Trùng hợp quá, đúng lúc tôi có cái này muốn đưa cho người tên Minh Hú Dương. Bây giờ anh ta đã là người tàn tật và rời khỏi đội bơi lội. Cô còn giữ nó làm gì? Bất kể xảy ra chuyện gì, trong lòng tôi, anh ấy mãi là người hùng. Hai người đừng tán gẫu dưới nước nữa. Lên bờ đi. Lên bờ nói tiếp, không khô quần áo đi đã. Đi thôi. Hai người. Sao chứ? Chẳng phải anh bảo tôi tiễn anh ấy về phòng sao? Tôi biết đường, anh đi được rồi đó. Đi đi. Tiếng phát ra từ kênh dẫn nước. Đi thôi. Thú vị quá. Quả nhiên là cô bé của tôi. Trời ạ, đây là gì vậy? Cá mập máu. Có tưởng tượng nổi không? Du khách sẽ gào thét, phấn khích vì chúng. Khắp nơi trên thế giới sẽ tranh giành vé vào tuyển cung. Sao nó lại thành ra thế này? Nó sẽ làm hại động loại đó. Cô sai rồi. Chúng càng muốn giao phối với nó hơn. Này, kiên nhẫn đi. Chúng ta phải cho cô bé của chúng ta ăn no. Suốt cuộc các anh đã làm gì số 3? Tần Khởi Quang.
Em không biết anh muốn làm gì. Nhưng mà anh à, chúng ta đã hứng chịu không ít sự đáp trả từ thiên nhiên. Vùng biển này đã không còn là vùng biển của ngày trước nữa. Em thì biết gì? Tương lai của vùng biển này, ngành du lịch của thành phố này, phòng thí nghiệm, sự phát triển kinh tế trong tương lai của khu vực này, em có hiểu không? Cho dù em không hiểu, thì em cũng nên biết những chuyện anh làm đều là đang tạo ra công ăn việc làm cho những thành phần vô tích sự như em đó. Tạo ra công ăn việc làm thì cũng không thể thông qua việc tạo ra quái vật được. Anh nhìn kìa, nó là một quái vật. Quái vật sao? Phòng thí nghiệm, nó là kỳ tích của khoa học mà em gọi là quái vật sao? Nó chính là một con quái vật. Anh thấy em giống quái vật thì có. Suốt ngày ăn nói bậy bạ. Atrophine. Sao thế? Mọi người nhìn kìa. Nó không phải đập lung tung đâu, mà là nhắm vào một điểm. Nó hình như hơi bất thường. Điều này rất nguy hiểm. Cô còn định cho nó ăn sao? Anh ta bảo mà. Thế nào? Chụp một tấm đi. Nó đã vậy rồi, đừng cho nó ăn nữa. Giáo sư, tiến sĩ Minh, hình của chúng ta sẽ được lên trang nhất đó. Cô gái, cho nó ăn đi. Đưa cho tôi. Tôi làm cho. Chụp thêm tấm nữa. Tiến sĩ, thả hai con kia vào luôn đi. Được. Từ từ thôi, đừng để nó đi sang chỗ khác. Rất ít ai được chứng kiến cảnh cá mập giao phối. Giáo sư, cô nói đúng lắm. Nhưng từ hôm nay trở đi, bí mật này sẽ trở thành hiện tượng phổ biến. Sếp Tần, anh không thể cho chúng vào chung được. Tại sao không? Cô không thể tước đoạt quyền lợi cơ bản của chúng. Bảo chúng ngừng lại đi. Không được làm vậy. Cô có biết ở đây ai mới là sếp không hả? Không. Anh à, im miệng đi. Khi tôi tạo ra kỳ tích thì kẻ vô dụng chỉ cần đứng nhìn thôi. Chúng ta hãy cùng chiêm ngưỡng giây phút tuyệt vời này đi.
Gen của cá chạy mắt đỏ không có tác dụng. Không. Nó có tác dụng. Bây giờ nó không cùng loại với hai con cá mập trắng lớn kia nữa. Tại sao lại như vậy? Mau tách chúng ra đi. Mau! Đồ ngu, mau tách chúng ra đi. Không thấy nó bị thương sao? Bây giờ không làm được nữa. Mau mở vách ngăn ra đi. Đây là hồ cá thông thường, không được gia cố. Nó bị thương rồi. Không thấy nó bị thương rồi sao? Mau mở ra đi. Mở. Sao vậy? Lượng xuất huyết có vấn đề. Chờ chút. Nó đang tự phục hồi. Tôi đã cấy gen tự phục hồi của bạch tuộc và thuốc trị vết thương ở chân của mình. Nó sẽ phục hồi rất nhanh. Mau đưa nó về hồ cá được gia cố đi. Mau, đừng có lớn tiếng với tôi. Trừ khi anh nói tôi cách làm. Nếu đưa nó vào kênh dẫn nước thì sao? Không được, không được làm thế. Kênh dẫn nước thông với bể nuôi bên ngoài. Hàng rào không thể cản nó lại được. Chỗ này không thể nhốt nó lại được. Nhưng mà nó định ra ngoài bằng cách nào? Vào lúc này, nếu tôi ở trong hồ cá, tiến sĩ, đi xem thử đi. Đừng đến gần nước. Tiến sĩ, tiến sĩ. Bây giờ phải làm sao? Chúng ta rời khỏi đây đi đã. Đợi đến khi hệ thống nước bị ngắt tự động, nước sẽ được xả hết. Không, nhìn kìa, nguy hiểm. Rời khỏi đây đi. Mau chạy đi, mau lên. Mau chạy đi. Mau, mau chạy đi. Mau lên, mau. Cửa bên kia. Giáo sư Jones. Mở cửa. Mở cửa. Đi. Mấy người làm gì vậy? Mấy người định phá hủy thủy cung của tôi sao? Cút. Mau. 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 Mau vào trong. Mau. 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 Đóng cửa. Đóng cửa. Anh quả nhiên là Minh Hú Dương mà tôi tìm. Tại sao? Thì là do người ngu hơn cá đó. Em nói gì hả? Đứng lên. Nó ở bên dưới. Có sao không? Thang máy ngừng lại rồi.
đi ra từ bên này. Mau. Dùng sức đi, mau. Giáo sư, cô đi trước đi. Đi. Người tiếp theo. Nào, đi đi. Nào, nào, lên đi. Đi. Mình hú dương, anh đi đi. Cậu đi trước đi. Đừng nói nhiều lời nữa, đi đi, lên. Anh, mình hú dương. Mau. Mau mở nắp ra. Hóa ra chúng ta ở tầng dưới cùng. Tầng dưới cùng. Ở trên đã ngập rồi. Chúng ta chỉ có thể vào phòng điều khiển. Chỉ có một con đường để ra ngoài. Mở cửa. Còn đứng đó làm gì nữa? Chạy. Chạy. Bên ngoài sao cơ? Sao tôi biết được? Nó ở bên ngoài. Bến tàu phòng thí nghiệm. Nó đang truy sát chúng ta. Tại sao? Tại sao? Xả nước, xả nước. Xả nước đi cái hệ thống ngu ngốc này. Giờ anh mới nhận ra sao? Tất cả mọi thứ ở đây đều ngu hết thuốc chữa. Đây là đâu? Phòng thí nghiệm. Hệ thống xả nước. Bắt đầu vô hiệu hóa từ phía dưới phòng thí nghiệm. Đừng nói với tôi là phòng thí nghiệm của anh nối liền với hệ thống xả nước của thủy cung đó. Ban đầu làm sao tôi biết sẽ có phòng thí nghiệm chứ? Anh, nó ở bên ngoài. Đừng làm phiền tôi, nó không vào được đâu. Được rồi. Anh đã làm gì vậy? Mở tất cả kênh dẫn nước trong thủy cung. Bắt đầu bơm nước. Có phải anh bị điên không? Có thể báo cho tôi biết trước khi anh có quyết định ngu ngốc gì hay không? Mau chân ngừng lại đi. Có phải anh sợ quá nên bị đần không? Anh đã quên nơi này ai làm chủ rồi à? Anh sẽ thả nó ra ngoài đó. Ban nãy chẳng phải nó ở ngoài sao? Nó không ở tầng này à? Tôi mở tầng trên mà. Đã khởi động thì không ngừng lại được. Nếu không thì tất cả sinh vật còn ở trong kênh dẫn nước sẽ tiêu đời hết. Nó không ở đây. Đi đâu mất rồi? Khoan đã, khoan đã. Khoan. Anh có từng nghĩ đến nó cố tình ép chúng ta đến đây, sau đó chờ anh mở kênh dẫn nước ra? Anh bị nó chơi đùa đó. Anh hạ thấp tôi thì cũng có chừng mực thôi chứ. Tôi đã nuôi nó. Nói đến cùng nó cũng chỉ là con cá mà thôi. Nhìn vào hiện thực đi từng khởi quan. Nó dùng khổ nhục kế lừa anh. Lúc nãy nó cắn tiến sĩ. Đúng, nó từng là cá mập ăn thịt người. Nhưng giờ thì sao? Nó lấy miếng thịt ở trong miệng
chặn kênh dẫn nước lại, chứ không hề nuốt hết. Thậm chí nó còn biết trong mồi có Etophin, là mũi tim của anh đó. Trong mũi tim của anh rốt cuộc có gì? Là gen của tôi. Khốn kiếp, nó đã tông hỏng camera giám sát rồi. Đi đường dưới nước, hồ cá. Nó muốn trốn. Giờ anh đã sáng mắt chưa? Nó định từ kênh dẫn nước bơi ra hồ nuôi ngoài trời, sau đó nhân lúc thủy triều dâng bơi ra ngoài. Không. Có ai nghe không? Có ai nghe không? Anh, mọi người có sao không? Im miệng, nghe nói. Cá mập máu bơi ra bể nuôi ngoài trời rồi. Đi đi, có chết cũng phải bắt nó về. Mau đi đi. Nó ở đâu? Ở đằng kia. Mấy đứa ngu này lại để nó thoát. Anh không ngu không vô dụng thì anh đi xuống đi, đừng phí lời nữa. Anh Tần, chuyện này đã làm mất một mạng người. Tôi cảm thấy chúng tôi không thích hợp tiếp tục cướp mặt nữa. Giáo sư, chuyện gì cũng có hai mặt. Điều này có nghĩa là tên cô sẽ được để ở hàng đầu. Tôi không cần đề tên gì cả. Cô phải cần. Hình chúng ta chụp chung đang nằm trong tay tôi. Đây là trang nhất của hôm nay. Mấy người, sếp Tần, tôi đã chuẩn bị tàu xong xuôi. Chúng ta có thể xuất phát bất cứ lúc nào. Được. Đi thôi. Chúng ta cùng đi bắt nó. Anh nói gì? Cá mọc ăn thịt người thành ra thế này, chúng ta đều có trách nhiệm. Minh Hú Dương, đây mới là tiếng người. Anh đã nợ anh ấy một cái chân rồi. Anh đã trả rồi, nhiều tiền lắm đó. Nếu anh ấy xảy ra chuyện nữa thì anh lấy gì để trả? Đúng nhỉ, lấy gì trả đây? Em xem tài sản cố định của thủy cung này còn bao nhiêu. Chỉ có đưa cá mập máu về thì mới có thể cứu vãn tất cả. Đi. Cô cũng đến gây rối sao? Không ai ở đây hiểu rõ cá mập hơn tôi. Nó không còn là cá mập nữa rồi. Cô quên rồi sao? Đi thôi. Mọi người lý trí hơn đi chứ. Cái gì vậy? Đây là tàu cô tìm được đấy à? Xin lỗi, tôi chỉ tìm được cái này thôi. Cứ vậy đi, đi thôi. Đây. Cũng may là hệ thống định vị đã lắp còn hoạt động. Nó không thoát được đâu. Anh chắc không? Ý anh là sao? Ý anh ấy là những gì anh thấy chắc chắn đều không chắc chắn. Im miệng đi. Mấy người không xem tôi ra gì sao? Đừng quên vùng biển này là của ai. Là ai đã dùng tiền của du khách đưa đám vô dụng mấy người tới đây? Là anh. Anh yên tâm, chúng tôi sẽ không quên là anh đưa chúng tôi đến đâu. Là tôi tốn biết bao nhiêu tiền bạc, công sức, tâm huyết. Trước khi đầu tư thì dưới chân của mấy người chỉ là vùng biển chết. Là tôi đã dày công khai phá ngành du lịch của Thiên Hải. Mấy người mới có công ăn việc làm trị khỏi chân cho anh. Mấy người mới có cơ hội ở đây cãi lời của tôi. Đi ăn SeaWorld. Nào. Etophy. Được.
Cẩn thận, cái này có thể giết chết một con cá voi đấy. Tôi biết. Ngừng tàu đi. Không có tín hiệu. Thiên Hải 323. Nếu tôi là nó thì tôi cũng sẽ không lên đâu. Nó không lên. Nó không lên thì chúng ta xuống. Anh điên rồi sao? Chẳng khác nào bảo người ta nộp mạng. Sợ không có ai xuống đâu. Bắt được nó, 500.000. Được thôi. Tránh ra. Không được. Đừng cản đường kiếm tiền của tôi. Còn đứng đó làm gì? Bỏ lên. Nếu không anh sẽ ném em xuống dưới. Ai ném cá chết lên đầu tôi vậy? Nó đến rồi. Nó đến rồi. Cô có thấy không? Tề Huyễn, nó đến rồi. Tề Huyễn, Khởi Tư, kéo cô ấy lên đi. Được, Tề Huyễn. Cái máy quỷ này. Tề Huyễn, đưa đây. Cô hãy nổ súng bắn nó đi, nghe không? Nổ súng đi. Vào buồng lái ổn định con tàu đi. Được. Giáo sư.
núi Dương. Bò lên đây. Giáo sư, cẩn thận, mau mau dùng sức. Nào, chúng ta đưa cô ấy vào trong cầm máu. Đi thôi. Đi thôi. Giáo sư bị thương có nặng không? Cô ấy bị cắn, giờ đã ổn hơn rồi. Tề Huyễn, xảy ra chuyện gì vậy? Cô ấy bị siết cổ khi cứu anh, tôi không sao. Đều tại tôi. Vì cái chân này mà tôi bất chấp quy luật tự nhiên tạo ra thuốc dẫn chỉnh sửa gen, nó mới thành ra thế này. Tôi cũng có lỗi. Anh có biết tại sao tôi làm việc ở thủy cung bao lâu nay không? Tại sao? Tôi từng ngồi tù, trộm cướp, nhưng tôi nghĩ chúng ta không thể sống cả đời sai trái như thế. Nó đứng im rồi. Nó đứng im rồi. Cô đã bắn trúng nó. Đi, chúng ta đuổi theo nó. Không được, chúng ta phải đưa tiến sĩ John đến bệnh viện. Ở đây tôi mới là người quyết định. Anh, qua đây. Qua đây, em làm gì vậy? Qua đây. Sao thế? Em từng đến đây, ở dưới toàn là đá ngầm. Cá mập sẽ không bơi đến đây đâu. Hệ thống định vị cho biết nó ở ngay phía trước. Không thể nào. Đi xem thử đi. Được. Để tôi đi. Không sao đâu. Yên tâm. Tôi đi cùng cô. Anh ấy đi thì tôi cũng đi. Thôi, hai người đừng hầm ĩ nữa, thuyền không chứa nổi đâu. Hai người tranh giành làm gì? Mau. Lệ mề chậm chạp. Nó ở bên kia. Đưa qua bên kia rồi. Nó rất cần mấy người. Cẩn thận. Nhất định phải bắt sống. Nhìn bản đồ đi.
John, uống trà đi. Vẫn chưa có tin gì từ họ sao? Cô yên tâm, sau khi cơn bão đi qua, mọi chuyện sẽ ổn. Cô còn tin anh ta không? Anh ta lợi dụng tất cả một cách ngang ngược như vậy, thậm chí là phương pháp công nghệ cao mà anh ta không thể kiểm soát. Thế mà, vẫn có thể thành công hay sao? Vậy sao cô còn điều mình như thế? Cô đã kết hôn chưa? Lúc trước tôi từng xem tài liệu về cô. Xin lỗi. Không sao. Đúng thế, chúng tôi đã chia tay. Thật ra không có mâu thuẫn gì lớn lao, chỉ là thất vọng về nhau. Ở anh ấy có nhiều điều tôi khó lòng chấp nhận. Thật ra đối với người bình thường như tôi thì đôi lúc tình cảm còn phức tạp hơn khoa học, càng khiến người khó dứt bỏ được. Quả thật, sếp Tần có quá nhiều điểm khiến người ta không thể chấp nhận nổi. Nhưng bất kể thế nào, những điều đó cũng không thể xóa bỏ sự cuốn hút của anh ấy đối với tôi. Tôi nghĩ mình đã hiểu rồi. Cũng giống như sau khi ly hôn, tôi đã cố hết sức gây dựng sự nghiệp, đều là để cho anh ấy thấy. Rốt cuộc nó ở đâu? Nó ở đâu vậy? Đưa súng cho tôi. Chúng ta bị nó chơi rồi. Anh! Anh! Mau! Mau quay lại! Mau! Cứu tôi với! Mau! Cứu tôi với! Cứu tôi với! Cứu tôi với! Cứu tôi với! Sếp Tần! Sếp Tần! Cứu tôi với! Sếp Tần! Sếp Tần! Anh! Mau nổ súng đi! Mau nổ súng đi! Cầu xin cô đó! Được rồi! Tôi biết rồi! Mau lên, mau, mau. Nó quay lại kìa. Mau. Anh, khởi tư, khởi tư, em lên đi. Nghe lời anh, chăm sóc bản thân cho tốt. Anh, anh, sếp Tử. Lên đi. Anh. 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 Nó muốn làm gì? Từ cái diều rơi xuống nước rồi. Chèo qua đó. Mau. Cứu tôi với. Cứu tôi với. Qua đây, qua đây. Tao sẽ giết mày. Khởi tư. Cậu bình tĩnh đi. Tề Huyễn, đi mau. Anh.
Anh. Đều tại tôi. Đều tại tôi. Nếu giết nó sớm hơn thì đã không có nhiều người chết đến vậy. Sao có thể trách cậu được? Đều do anh Tần. Anh tôi đã chết rồi. Anh tôi đã chết rồi. Khởi Tư, anh phấn chấn lên. Anh. Anh. Tiến sĩ John. Tiến sĩ John. Cô ngồi dậy đã. Chân cô sao rồi? Nếu không tiếp tục tiêm thuốc thì gen tái sinh sẽ không ổn định. Anh sẽ què đó. Đây là lỗi của tôi. Nếu ông trời cho tôi sửa chữa lỗi lầm thì đây mới là kết quả tốt nhất. Được. Lỗi lầm của hai chúng ta, tôi nhờ anh tự giải quyết nó. Còn súng không? Hết rồi. Được thôi. Khởi Tư. Khởi Tư. Khởi Tư, Tài Nguyễn, bình tĩnh đi. Khởi Tư. Khởi Tư. Bình tĩnh đi, Tài Nguyễn. Để tôi, cô chờ đi. Khởi Tư.
còn sống không? Con. Bộ cảnh sát và Bộ Công Thương tiến hành điều tra tiểu cung Biển Niêm Phong. Tất cả những người có liên quan đều chịu hình phạt thích đáng, 5 năm sau. Trong quá trình sản xuất bộ phim không có con vật nào bị hại, bảo vệ hệ sinh thái, tôn trọng khoa học, trách nhiệm của mỗi người. Tác phẩm của đạo diễn Vương Lương.